Hello, xin chào nha mọi người. Hôm nay thì anh em chúng tôi đang đi cứu cà phê. Kéo máy xuống dãy cứu cà phê, đây là chủ cà phê. Đấy, bên kia là anh em đang kiểm tra lại các máy móc. Là cũng thợ đấy. Đồ nghề đầy đủ hết rồi. Đây là gọi là thợ cây nhà lá vườn nữa, tự xử hết rồi. Máy để hơn 2 năm không tưới à, đã Có lỗi đấy à, có Lexico giờ qua nổ thử này, có nổ không không biết. Ừ, tao qua tao lướt lướt lên. Nè, chắc rất mất nè, chắc rất nè. Đây, để vô. Lần đô là cái nhân bạch nhập bọn nó vẫn rồi, máy đã lên xe rồi. Hoài đã, hoài tao đi lẹ đây. Hoài mới nghe lên co là nó có được đồng tiền ngay cái này thằng hắn nó năn tay biết thâu ở nhà cái này nó năn là lên tao thâu quá rồi. Bà con đang đi cứu sống cái cà phê. Năm nay thì nước hạn hán quá trời. Đấy, bên kia nước khô luôn. Cả bên này thì nó còn hình nước thì là đỡ. Lá còn xanh tươi rất tốt. Đây là cao su nhà nước, bên này là nhà máy chế biến mủ cao su. Đấy, cổng của nhà máy chế biến mủ cao su đấy. Đây, đã tới nơi rồi đấy. Sẽ đi vào đường này nè, đẩy máy xuống đi vào đường này. Tưới cà phê tút chi kia kìa. Đấy.
Tuần lễ hoa mà nè. Chả đi nữa. Vì mò kè chứ không khó chứ. Vẫn đi nha, vẫn đi nha. Vì ý là cái vẫn đi, nó vẫn là bọn vẫn đấy. Ờ, cái giúp này phải nè. Ờ, con để cho nó lưa vào Việt Nam ta cho chẳng ra. Cho chẳng ra. Nào, ông. Ra con la lên mà. Ba đi, nó cầm lên mà, tư điệp nó vậy. Nào, ra cho con. Đây, bye bye. Nào. Đó, nhẹ nhàng rồi con đưa chứ hà ra cái nhà đó này đam mà được rồi tọ con này đây nước đây gọi là nước suối Gian Nải. Ở đây là mẹ ở đây thế này online đấy hình dở nước thì còn bao nhiêu đây thôi. Khô nước này coi như là cà phê rồi lúa ở trên này chết hết luôn. Còn nãy mai ở thứ hai chứ mai mình nói tụi này gặp nhà tươi như đây. Còn đây đây rút lên. Đây này cho lên. Giờ cho bố đó. Dạ nó đập chặt rồi cái này. Cút nè, yên lên bây giờ. Được con. Cười cho tệ. Lát mẹ đi. Có cái đông nó gọi như cả hồ này. Đó hơi đấy.
có tôi là nó có tôi đi là bắt đắc cảnh ta bạ bò dạ nó hiểu của tôi đi hả ờ là bố phê bông con là vậy. Vô con bắt đầu tôi lại, vô con bắt đầu cái nhà rung ăn bò nhé. Vừa đang hả? Hả đang cái đại nhỉ? Rồi xong. Đây gọi là suối nhà này nha. Đây, một cái dãy này là người ta đặt ống tưới hết. Có người tưới lúa, có người tưới cà phê. À, cái dãy kia là người ta đặt ống tưới hết. Nước thì còn bao nhiêu đây? À, bên suối trên kia, ở trên kia người ta đang tưới. Rồi. Rất mát mẻ nha. Bà ra chỗ khóc gì, bà khóc gì? Mẹ nên bong con nhất mẹ kẹ bia bia con này gì này này tròn nhất này gì này cặp con bia bà plan lại ở đây ở trong cái cành cọ cài tơ tươi yes anh đi nữa à đã nói là xị xị ít nữa. Đây lúa hạn hán, đây lúa nó đang ra bông, ra lúa ra hoa rồi, bây giờ thiếu nước thì này lúa lép là chắc đấy, bà con phải tưới thường xuyên đấy. Ở bên kia là lúa đang rất tốt mà chưa có lúa, chưa có nước thì đấy, bảy cà phê ở trên kia khô héo hết. Còn như tập bạ lâm hoa nữa, tội hoa đây, tại tội hoa đây. À, đây, mẹ gà chỗ, hội hút gà. Lạc đồ rồi. Ờ, nó đây gà đây, hình bị mò phùi chắc à. Lắng lòng vậy. Để chúng ta mở ngã lăm lăm rồi bạn luôn. Hỏi nào vút vút na 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 là gì? Ờ. Kê gạn hay là mình mà phát tăng tốc. Nó bắn ạ. Bắn ạ. Bắn ạ. Riêng khu vực này là thiếu nước hết này, thiếu nước quá trầm trọng. Đấy, lúa nó đang như thế này mà vẫn có nước, làm sao mà nó đẹp được?
Rock nang ko no, ay grabe mo no.